Hello, xin chào các bạn đã quay lại với kênh Hồng Vlog của mình nhé. Qua rất nhiều video mình làm bằng chiếc điện thoại iPhone của mình thì được rất là nhiều bạn quan tâm và yêu cầu mình làm thêm nhiều video hay nữa trên chiếc điện thoại iPhone của mình. Thì hôm nay mình sử dụng chiếc iPhone của mình để hướng dẫn các bạn edit, chỉnh sửa, cắt ghép video bằng cái phần mềm là KingMaster. Cái phần mềm KingMaster này KingMaster này nó không chỉ dùng cho điện thoại iPhone mà nó có thể dùng cho các cái dòng điện thoại Android khác ha. KingMaster là một phần mềm video chuyên nghiệp, nó có bản miễn phí và bản trả phí. Đối với những bạn dùng bản miễn phí thì nó sẽ có một cái logo nằm ở phía góc trên bên tay phải ở đăng video của các bạn ha. Còn đối với bản full full có phí thì nó không có. Đầu tiên để cài đặt thì các bạn vô App Store hoặc là vô CH Play, các bạn tìm cho mình cái phần mềm đó nha. Tại vì bây giờ mình vô cái phần kia mình vô App Store thì cái màn hình nó sẽ quay ngang lại các bạn rất là khó chịu, cho nên bây giờ mình không vô nha. Các bạn vô và các bạn tìm cái từ khóa là KingMaster rồi các bạn tải về giúp mình nhé. Sau khi tải xong thì các bạn quay sẵn hai cái video để mình để thực hành theo cái video của mình nhé. Đầu tiên thì mình truy cập vào phần mềm KingMaster. Ở cửa sổ của KingMaster thì bạn chọn vào cái hình tròn ở giữa thiệt lớn này nhé. Ở đây nó nói các bạn là chọn khung hình. Bình thường mình sử dụng để đăng hình đăng để đăng video lên YouTube thì mình sử dụng khung hình 16 9. Còn khung hình chính 16 và khung hình 11 là được sử dụng cho Facebook và Instagram. Cho nên là bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng khung hình 16 9 nhé. Sau khi chọn khung hình 16 9 là các bạn sẽ được cái khung hình giống như thế này. Tiếp tục các bạn sẽ import video vào đây bằng cách là chọn vào cái nút Media. Sau đó các bạn chọn vào một các bạn muốn thêm ảnh hay là thêm video thì các bạn chọn ở đây. Ví dụ như đây là photo, ở đây là video nè. Bây giờ mình chọn là tất cả. Mình ở đây mình trong máy mình có 4 cái video, mình sẽ chọn hai cái video ngắn này để mình hướng dẫn cho các bạn. Đây, hai cái video của mình rất ngắn, nó có chừng này thôi. Đầu tiên thì hai cái video các bạn quay một đoạn ngắn như thế này. Khi mà chuyển cảnh thì trông nó sẽ rất là khô cứng. Các bạn muốn tạo chuyển cảnh trong cái phần mềm KingMaster này, các bạn nhấn vào dấu cộng này nhé. Ở KingMaster thì nó có rất là nhiều hiệu ứng chuyển cảnh rất là đẹp, các bạn có thể chọn một cái hiệu ứng chuyển cảnh nào đó các bạn thích. Ok. Sau khi các bạn chọn OK rồi thì các bạn bấm vào giao tiếp ở trên này là các bạn đồng ý xong ha. Đó, các bạn có thể xem qua bằng cách lướt qua chỗ này xem đó, nó chuyển rất là mượt đúng không? Tiếp theo á, để cắt video các bạn muốn cắt video nào, các bạn cắt cái đoạn nào thì các bạn chọn vào video đó và các bạn kéo tới đoạn cần cắt và các bạn chọn vào hình chiếc kéo ở trên nè, có cái công cụ là trim slip và các bạn chọn cho mình cái là slip add playhead là cắt video nhưng mà vẫn giữ nguyên hai đoạn video đó. Còn còn cái thứ nhất và cái thứ nhì là cắt và bỏ một đoạn, cắt và bỏ luôn. Cái đầu tiên là cắt và bỏ phần phía bên tay trái, là ví dụ như ở đây nó có hai phần, nó cắt nó bỏ phần phía bên trái luôn, nó tự động nó xóa luôn. Còn cái thứ hai là cắt và xóa phần phía bên tay phải đi. Còn cái thứ ba là cắt mà giữ nguyên. Còn cái thứ tư á, là cắt mà chèn một tấm hình vô trong ở giữa đó. Công cụ mình hay dùng là cắt và công cụ mà hay dùng là công cụ thứ ba, cắt mà giữ giữ nguyên. Sau đó mình muốn xóa thì mình xóa.
Ok. Ok, bây giờ nó đã cắt ra rồi nè. Cắt ra làm hai. Các bạn muốn xóa thì các bạn chọn vào video này và các bạn chọn cái dấu thùng rác ở phía bên tay trái nè. Công cụ thứ hai là công cụ crop. Công cụ crop là công cụ có thể cho các bạn là làm cái video nó to hoặc là nhỏ lại. Các bạn có thể di chuyển cái video, di chuyển theo hướng nào cũng được nhé. Sau khi di chuyển xong thì các bạn có thể bấm là ok. Tiếp theo thì công cụ là mixer, là công cụ chiếc loa, là các bạn có thể điều chỉnh âm lượng to nhỏ hoặc là tắt âm thanh của cái video này. Các bạn muốn tắt tắt âm thanh của video gốc thì các bạn chọn vào cái loa cái dấu chéo này hoặc là kéo này xuống, và bằng không là tắt âm thanh ha. Tiếp tục thì các bạn công cụ filter. Filter là công cụ chọn chỉnh màu cho video. Các bạn thích màu nào thì các bạn chọn màu đó thôi. Rất là đơn giản. Tiếp theo là cái công cụ speed. Công cụ speed là các bạn có thể chỉnh về tua nhanh hoặc là tua chậm video. Để thực hiện thao tác này, các bạn chọn vào video và các bạn chọn công cụ speed. Ở đây video gốc nó có tốc độ là 1. Các bạn muốn chậm thì các bạn xuống 0.25, các bạn muốn nhanh thì các bạn lên lên là 4 4.5. Tùy vào camera các bạn có thể, nếu mà các bạn quay camera ngon thì nó sẽ cho các bạn tua nhanh lên tới là 8x luôn nha. Còn ở đây nó chỉ có 4x thôi. Tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái phần là roll motion, là xoay xoay video hoặc là lật video. Nếu mà các bạn muốn thay đổi phong cách cho cái video của mình hoặc là các bạn quay quay bằng những cái camera trước của điện thoại iPhone đó, nó đảo ngược, thì các bạn có thể thực hiện cái công cụ này, dùng công cụ này để thực hiện chỉnh sửa video lại cho nó đúng chiều ha. Tiếp theo thì mình xin giới thiệu tiếp tới cái phần là công cụ là clip graphics. Công cụ này là hiệu ứng, thêm những cái hiệu ứng vào video. Nếu các bạn thích, thấy cái nào hay, các bạn thấy phù hợp thì các bạn thêm vô nhé. Nhưng mà mình khuyến khuyến cáo là các bạn không nên quá lạm dụng những cái này, tại vì nó sẽ có nhiều khi nó sẽ đem lại phản ứng ngược cho video của mình nhé. Công cụ tiếp theo là Vegetable. Công cụ này có nghĩa là nó sẽ làm mờ xung quanh, làm xung quanh nó tối tối đi và ở giữa nó sẽ sáng lên. Đây các bạn thấy không? Tiếp theo là Auto Filter, là công cụ tự động chỉnh màu. Tự động quay camera, tự động chỉnh màu. Những công cụ này mình rất là ít dùng, cho nên mình có nói ví dụ như nó sai thì các bạn có thể bình luận ở dưới góp ý cho mình nhé. Tiếp theo là mình sẽ nói về cái công cụ là volume effect. Mấy công cụ là mình không biết làm gì. Thôi nói chung là chỉ có chừng đó cái thôi. Mình chỉ xài đâu đó ở 4 cái công cụ đầu tiên, 6 cái công cụ đầu tiên thôi. Còn những cái dưới hầu như mình không có dùng. Mình xài là cắt, crop, mixer,
filter space và quay thôi, chứ còn những cái phần dưới 8 6 cái dưới là mình không dùng tới đâu. Ok, sau khi đó thì các bạn có thể chèn nhạc vô cho video bằng bằng cách là các bạn chọn vào audio. Các bạn có thể chọn xong và chọn một bài hát mình thích nào đó để gắn vào video ha. Ở đây mình sợ là mình chèn vào là nó sẽ gây ồn ào trong video cho nên là mình không có chèn nha. Nếu các bạn muốn chèn thì các bạn có thể chọn video. Những video này bắt buộc các bạn phải tải sẵn về máy nha. Phần mềm này nó không có tích hợp sẵn nhạc cho các bạn cho nên là bắt buộc các bạn phải chuẩn bị sẵn nhạc. Nếu các bạn muốn làm video mà video kiếm tiền YouTube thì các bạn phải kiếm nhạc không có bản quyền nha. Chứ còn các bạn lấy những bài nhạc có bản quyền thì người ta sẽ lấy tiền của bạn, bạn không có được lấy nha. Ngoài ra ở đây nó có một công cụ rất là hay. Ví dụ như bạn bạn chơi một ván liên minh hay là liên quân gì đó, sau đó bạn ngồi bạn coi lại và bạn bình luận lại cái video đó thì bạn sẽ ở đây nó có một cái công cụ là bình luận lại, là khi ngồi xem rồi bình luận thì bạn sẽ chọn cái công cụ là voice voice này và các bạn bấm start là các bạn sẽ là cái video này nó sẽ chạy từ từ như thế này này, rồi tới đoạn nào thì các bạn bình luận cái gì đó vô thì nó sẽ ghi âm lại cho các bạn luôn nha. Rất là đơn giản và hay ho luôn, mình rất là hay dùng cái công cụ này. Tiếp theo để chèn một cái hiệu ứng phụ hay là chữ thì các bạn sử dụng cái công cụ layer. Layer này các bạn có thể chèn một tấm ảnh. Ví dụ như khi mà các bạn chơi các ván game hay là gì đó, các bạn muốn chèn một cái video webcam của mình ở góc màn hình này thì các bạn chèn thêm một cái video đó vào bằng cách là chọn layer, chọn media và các bạn tìm đến một cái video mà bạn muốn chèn vào. Đây mình để vào góc. Nếu các bạn có một cái khung của video luôn, nếu các bạn có một cái khung của video này luôn, cái khung mà dành cho video, cái khung dành cho khung avatar dành cho webcam á, các bạn có thể chèn thêm vào đây cũng được. Đó rất là đơn giản. Còn mà nếu mà các bạn muốn muốn chèn cái mà cái hiệu ứng mà như mà cái hiệu ứng mà như các video mà giật 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 mà các bạn hay thấy ở trên phim ảnh hay là trên các video của Sơn Tùng MTP mà tới tới mà cái đoạn nhạc mạnh đó thì nó giật giật á, thì các bạn có thể làm theo cách này nè. Các bạn vô phần layer, các bạn chọn một tấm hình. Mình chọn một tấm hình nha. Tất cả hình. Mình chọn một tấm hình bất kỳ nào đó. Tấm hình bất kỳ. Rồi, bây giờ mình xoay nó cho nó phù hợp với cái màn hình 16 9 đi. Ok, bây giờ mình để tạm như vậy nha. Bây giờ mình sẽ cho nó là cái hiệu ứng mà các bạn chọn một công cụ là over ở dưới nè. Đây, các bạn chọn cái công cụ là Figure. Figure nha. Rồi. Nếu mà các bạn chọn xong rồi, các bạn bấm xem thử. Đây, nó rất là đỉnh đúng không? Đó là ở những cái video mà mình thấy có nhiều bạn hỏi về cái hiệu ứng đó ở trong cái video, nhiều nhiều cái video của ca sĩ Sơn Tùng hay là những cái bạn làm video mà tới cái đoạn nhạc nhạc mạnh đó, người ta hay làm cái đó. Rất là đơn giản thôi. Mình sẽ cho các bạn xem lại nhé. Bắt buộc thì các bạn phải chọn một tấm hình ở dưới nha. Rồi các bạn chọn cho tấm hình đó, các bạn chọn cái công cụ over animation đây nè. Cái ngôn ngữ tiếng Anh của mình đọc nó không chuẩn cho nên các bạn có gì các bạn bỏ qua cho mình nhé. Tiếp theo các bạn
chọn vô tấm hình ảnh đó và các bạn chọn cái công cụ là Flickr. Xong rồi các bạn bấm, bấm lưu lại. Rất đơn giản để có một cái hiệu ứng tuyệt vời. Ngoài ra thì các bạn có thể chèn thêm chữ vào bằng công cụ là layer và các bạn chọn text. Và có nhiều cái tiện ích khác mà mình ít sử dụng. Nếu mà các bạn có nhu cầu thì các bạn có thể khám phá thêm những cái tiện ích giống như là XFace hay là Offline Handwriting ha. Còn tiếp theo là mình nói một chút về cái phần cài đặt. Các bạn vô trong phần cài đặt ở thanh công cụ nằm phía bên tay trái của mình nè. Ở đây nó cũng cái công cụ nó cũng có một cái chức năng là Audio Fade In và Audio Fade Out. Là ví dụ như là khi mới vào video á thì nó bắt đầu nó sẽ là từ màn hình đen nó chuyển sang video của các bạn. Còn cái mà Audio Fade Out á, Fade Out á, thì nó từ video của các bạn nó chuyển sang bằng màn hình đen, nó tạo ra cái điểm bắt đầu và kết thúc rất là tuyệt vời luôn á. Còn những cái này thì các bạn có thể khám phá từ từ. Còn nếu mà các bạn là người mới thì các bạn chỉ nên biết chừng đó thôi. Các bạn nên biết chỉ nên biết là cắt ghép, chỉnh sửa và thêm một vài hiệu ứng cơ bản thôi. Sau khi mà các bạn thành thục hơn rồi á thì các bạn có thể là các bạn tìm hiểu nhiều hơn. Sau khi các bạn chỉnh sửa một cái video hoàn thành rồi á thì các bạn có thể xuất video. Cái phần mềm này nó cho phép, cái phần mềm mà có phí này nó cho phép các bạn xuất video ra định dạng 4K và 60 frame rate. Thì bây giờ mình sẽ xuất cái video này ra. Các bạn chọn vào cái dấu mũi tên lên ở phía bên tay phải góc trên nè. Sau đó mình thử chọn cái video 4K 2160p và 60 frame rate. Nhưng mà mình rất ít hay chọn 4K. Mình thông thường mình chỉ sử dụng là HD 1080 và 60 frame rate thôi. Mặc dù mình có quay 4K đi nữa thì mình cũng sẽ xuất ra 1080 HD nha. Tại vì là như vậy nó video nó sẽ chất lượng. Thứ nhất là nó sẽ chất lượng và thứ hai nó sẽ nhẹ nhàng. Nó không có quá nặng. Tại vì mình là một người chuyên gia dùng điện thoại để quay video và edit video, cho nên là đó là cái công việc cần thiết của mình. Sau khi các bạn chọn được cái khung hình và cái frame rate cần thiết rồi thì các bạn bấm vào cái nút export. Thì cái quá trình tải video về nó đang diễn ra. Sau khi nào mà nó export 100% thì nó sẽ thông báo cho các bạn. Sau khi mà các bạn xuất video ra máy rồi, các bạn có thể ra máy mình xem thử video. Nếu mà xem thử thấy ok rồi, các bạn có thể kích vào cái video mình vừa làm và xóa đi. Để nó khỏi lưu lại trong này nó nặng máy. Nếu mà nó vẫn lưu trong này và trong này hoài luôn thì nó sẽ nặng máy các bạn lắm nhé. Nếu mà các bạn ra ngồi kia các bạn xem rồi mà thấy ok rồi, các bạn xóa nó luôn. Xóa luôn. Ok thì máy bạn nó sẽ nhẹ nhàng luôn nha. Đơn giản như vậy thôi, các bạn có thể chỉnh sửa video một cách chuyên nghiệp không cần đến máy tính nha. Nếu mà bạn có khả năng edit video chuyên nghiệp thì bạn có thể hơn hẳn những người có, bạn có thể sáng tạo một video bằng phần mềm KingMaster này hơn hẳn những cái người mà người ta làm bằng máy tính luôn. Mình chắc chắn điều đó. Nếu các bạn thấy video này hay thì các bạn cho mình xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.